giây tan rơi, lỡ là ta cách xa nhau một thời, lối về tìm trong di vãng nhạt nhòa, khóc thầm lệ vương mi trắng đêm trong cõi mộng. Ngày ta đưa đón tình nồng, tháng ngày thiên đàng ân ái, cùng vườn hoa bướm tìm trong hơi ấm yêu, tiếng sao vi vu đưa nhau bao mơ. Tình ta đã chót trao người, ngổn ngang chua xót thương đời, tàn phai hương sắc nên đường về mình tôi lẻ bóng. Tìm nhau trong cõi mơ hồ, gặp nhau thêm chút đau thương, có chăng chỉ là một thoáng yêu thương dại khờ. Cõi mộng ngày ta đưa đón tình nồng, tháng ngày thiên đàng ân ái, cùng vườn hoa bướm tìm trong hơi ấm yêu, tiếng sao vi vu đưa nhau vào mơ. Tình ta đã chót trao người, ngổn ngang chua xót thương đời, tàn phai hương sắc nên đường về mình tôi lẻ bóng. Tìm nhau trong khói mơ hồ, gặp nhau thêm chút đau thương, có chăng chỉ là một thoáng yêu thương dại khờ. Có chăng chỉ là một thoáng yêu thương dại khờ. Bàn ghế làm rất là tỉ mỉ, kiểu dáng cũng bắt mắt nữa. Ban đầu tôi nghe xưởng anh di dời, tôi cứ lo là không kịp để khai trương. Cảm ơn anh nhiều nha. Dạ, em phải cảm ơn anh mới đúng. Anh đã tin tưởng và cho tụi em cơ hội. Anh làm ăn uy tín và có tâm như vậy, khách hàng sẽ tin tưởng anh thôi. À, tôi có một ông anh vừa mới xây nhà, đang cần mua một số đồ nội thất, có gì tôi sẽ giới thiệu cho anh. Dạ, cảm ơn anh nhiều lắm nha. Tiền tôi sẽ chuyển cho anh. Dạ, được rồi, không sao hết. À, mai mốt á, có cần gì anh cứ gọi điện cho em nha. Ừ, tôi biết rồi. Cảm ơn anh. Dạ. Anh chờ tôi một chút, tôi vô trong có công việc. Dạ. Hay quá. Cuối cùng á, mấy anh em mình cũng làm được rồi. Ban đầu á, anh còn lo đủ thứ hết. Em nghĩ á, chỉ cần mình có niềm tin, nhất định là mình sẽ làm được mà. Mấy bữa nay em thấy anh em xử cũng mệt rồi, để em thông báo cho mọi người nghỉ thêm 2 ngày. Còn em sẽ đi xem mặt bằng, chỗ người ta mới giới thiệu còn sao. Người mệt nhất vẫn là em á, em cũng phải tranh thủ nghỉ ngơi đi. Nhìn em vậy á, chứ khỏe lắm, không có sao đâu. Nhớ có buồn gì buồn á, thì cũng phải quan tâm tới sức khỏe của mình. Anh nhìn em á, lúc này hốc hác lắm, phải ăn uống tẩm bổ vô mới được, không là đổ bệnh mệt lắm đó. Em đâu có buồn gì đâu. Bây giờ làm xong bàn ghế cho khách, anh không thấy em vui ra mặt hả? Em đừng có xạo với anh nha. Anh cũng đã từng thất tình rồi, anh hiểu cảm giác đó. À, mà bên công an á, đã có kết luận điều tra gì chưa? Họ vẫn đang điều tra, hy vọng là tìm được thằng Long. Anh cũng mong là em sớm được minh oan, để cô Trâm đừng hiểu lầm em nữa. Thôi à, bây giờ anh về trước nha. Anh đi về xử trước đi. Ừ. Thank you.
Đúng như lời chú Hoa nói, nếu không phải là ông Khương thì anh Nhân đáng nghi nhất. Báo cáo tài chính bị tung ra mình cũng từng gửi cho ảnh mà. Nhưng không thể nào, ảnh là người rất tốt, lại còn từng cứu mạng mình nữa. Ảnh không thể nào là kẻ bất nhân như vậy được. Hay là mình cứ đột ngột xuất hiện để xem phản ứng của ảnh ra sao, như vậy thì sẽ tốt hơn. Anh Nhân, mình đi anh. Mình đi. Hương, anh Nhân. Vào Đại Á làm, ba cổ có cổ phần ở đây mà, họ là đồng nghiệp, đi ăn cũng bình thường thôi. Mình cứ đợi anh ra về rồi gặp thì tốt hơn. Vừa rồi em ăn có ngon không? Dạ ngon lắm, vừa miệng lắm anh. Cũng lâu lắm rồi em mới nhận lời đi ăn với anh đó. Nếu như anh không nói đây là bữa tiệc chia tay anh sang công ty con, chắc em không nhận lời đúng không? Tại vì dạo này em cũng quen được việc cho nên công việc của em cũng bận hơn trước. Anh biết em đang nghĩ gì mà. Anh cũng từng giống như em, lao đầu vào công việc để không nghĩ dư dơ tới những người không xứng đáng nữa. Nhưng mà em cũng phải lo giữ gìn sức khỏe nha. Em vẫn ổn mà, anh đừng có lo cho em nữa. À, vậy là đầu tháng sau anh chính thức sang Nam Á hả? Ừ. Giờ tâm trạng của anh cũng đang rất tệ. Em cũng có nghe nói Nam Á là công ty con mới thành lập, cho nên sẽ có nhiều thách thức. Ai cũng tránh né, không dám tiếp quản, sợ làm không tốt sẽ ảnh hưởng đến uy tín của mình. Nhưng mà anh Nhân rất giỏi mà, em tin nhất định anh sẽ làm được. Đối với anh, công việc càng có tính thách thức, anh sẽ càng quyết tâm hơn. Hương à, ý của anh là anh đang rất buồn vì khi anh sang công ty con, anh sẽ không còn gặp em hàng ngày nữa. Anh nói cũng đúng, mình là đồng nghiệp thân thiết với nhau mà, cho nên anh Nhân đi em cũng rất buồn đó. Hương à, từ đó giờ anh cứ nghĩ chỉ xem em như một người bạn, một người đồng nghiệp của anh thôi. Nhưng khi anh nhận được quyết định thuyên chuyển, Hương à, anh mới chợt nhận ra anh đã yêu em từ lâu rồi. Anh Nhân, hình như anh có hiểu lầm gì đúng không? Với lại anh cũng biết em với anh Nghĩa trước kia là... Anh hiểu là em đang nghĩ gì. Dù anh với thằng Nghĩa không phải là anh em ruột, nhưng việc anh nảy sinh tình yêu với em là một chuyện không nên. Chỉ có điều tình cảm là thứ không thể nào điều khiển và ép buộc bản thân mình. Hương à, anh chỉ muốn được một lần bày tỏ nỗi lòng của mình với em. Anh Nhân à, thật ra em rất quý anh, nhưng mà đó chỉ là tình bạn mà thôi. Em vẫn còn yêu thằng Nghĩa sao? Em đã không còn nghĩ tới con người đó nữa rồi. Chỉ cần em quên đi những tổn thương cũ là anh yên lòng rồi. Em không chấp nhận tình cảm của anh cũng không sao hết, nhưng anh mong mình vẫn là bạn như lúc xưa có được không em? Dạ tất nhiên là được rồi. Em tin anh Nhân sẽ sớm tìm được một tình yêu thật sự của mình. Cảm ơn em. À mà thôi, trễ rồi, mình về nha anh. Hả? Được rồi, để đưa em về. Thôi, em bắt taxi về được rồi. Với lại nhà anh với nhà em ngược đường nhau, bây giờ cũng tối rồi, em cũng muốn anh về sớm nghỉ ngơi nữa. Đã nói tụi mình vẫn là bạn, có gì đâu mà em phải ngại. Ừ, tụi mình vẫn là bạn mà. Vậy thì anh yên tâm rồi. Ừ, vậy em về trước nha. Ừ. Anh về cẩn thận. Chào em.
Chào anh. Em về cẩn thận nha. Rõ ràng là Hương vẫn chưa dứt tình với thằng Nghĩa. Công an vẫn đang điều tra và tìm thằng Long. Chắc sớm muộn gì cũng sẽ sáng tỏ vụ lừa tình lừa tiền kia thôi. Nếu như thằng Nghĩa minh quan được thì Hương sẽ tha thứ và trở về bên đó mà thôi. Mình phải mau nghĩ cách khác mới được. Alo. Anh đang ở đâu vậy? Anh đang đi gặp đối tác. Không có tiện nghe máy. Có tin tức gì anh sẽ chủ động gọi cho em. Đừng có liên lạc với anh nữa, để tránh nguy hiểm cho em, biết chưa? Em đã về Sài Gòn rồi. Hả? Sao? Anh nhìn qua bên trái đi. Vì à, xoay mở đây, đi, nhanh lên, đi, theo anh. Tại sao em lại xuống đây bất ngờ vậy? Lâu nay anh rất là nhớ em. Nhưng mà vì sự an toàn của em, anh đâu có dám liên lạc với em đâu. Chứ không phải là anh đang qua lại với Hương sao? Em nói cái gì vậy? Anh đừng có giả vờ nữa. Tôi đã theo anh từ lúc anh rời khỏi công ty Đại Á. Và thấy tất cả những chuyện lúc nãy của anh và Hương. Không phải anh nói á, anh chỉ yêu một mình tôi hay sao? Anh xin lỗi em, nhưng anh nghĩ tụi mình không có hợp nhau. Mình chia tay đi. Nếu như em cần anh giúp đỡ gì, anh sẽ hết lòng giúp em, với tư cách là một người bạn. Anh Vi à, em cứ đánh anh đi, cứ đánh anh đi. Anh biết tất cả mọi chuyện là lỗi của anh, nhưng tình yêu nó vốn rất khó lý giải. Anh phát hiện người mình thật sự yêu chính là Hương. Mong em tha lỗi cho anh. Thì ra hắn là loại người bạc tình, dễ thay lòng đổi dạ. Mình đã yêu lầm hắn. Nhưng lúc này mình cần phải bình tĩnh lại, phải xác minh được hắn có phải là kẻ hại ba mình không. Được rồi, chia tay thì chia tay. Tôi cũng không phải là kẻ lụy tình, cố níu kéo một kẻ phản bội để làm gì. Anh muốn đến với ai thì tùy anh. Tôi chỉ muốn hỏi anh, chuyện anh điều tra tên Khương đã thu thập được những gì rồi? Anh... Tên Khương đó hiện tại đang ở đâu? Hắn ra sao? Có thể thám tử do anh thuê quá vô dụng. Điều tra lâu nay mà không có chuyện biến gì mới. Anh đang định kết thúc hợp đồng với hắn để thuê người khác. Ông Khương bị đột quỵ nằm một chỗ lâu nay. Chẳng lẽ thám tử của anh không báo cho anh sao? Hả? Thì vậy sao? Thám tử của anh không hề báo gì hết, chắc là do hắn làm việc tắc trách. Anh sẽ tìm bên khác liền, em yên tâm đi. Bây giờ em á, anh nghĩ là em về trên đó liền đi, để tránh tụi lân trọng phát hiện, sẽ nguy hiểm cho em đó. Được, vậy anh giúp giùm tôi. Có gì thì báo liền cho tôi. Em biết rồi. Anh dừng xe lại cho tôi xuống. Em đi cẩn thận nha.
đã biết rõ tình trạng của ông Khương, nhất định là giấu mình, âm thầm cho người điều tra. Với lại người dư gỗ mà lại dễ dàng bỏ qua chuyện mình phản bội, vẫn tiếp tục nhờ mình giúp đỡ như vậy sao? Không lẽ cô đã nghi ngờ mình? Dư gỗ có nghi ngờ hay không thì tốt nhất mình nên ra tay trước để tránh hậu quả như sao. Mày ăn gan hôm nay sao mày dám lớn tiếng ồn ào đây vậy? À, mày là thằng Tý, đàn em của thằng Thắng Liều đúng không? Đại ca của mày chỉ là thằng tép riêu so với anh hai của tao thôi, mày đừng có láo ở đây. Tao nói mày nghe nè, đại ca của mày với đại ca của tao, nước sông không phạm nước giếng, nhưng mà cũng chưa chắc là sau này có hợp tác hay không, nên giúp được thì giúp thôi. Mày nói khùng điên cái gì vậy? Không phải tụi mày đang đi tìm con Vi, con gái của đại gia Tính, vừa mới vỡ nợ chết đúng không? Mày biết nó ở đâu sao? Tình cờ tao gặp thôi, nên á tới báo cho tụi mày biết chỗ của nó. Mày tốt gì sao? Hay mày tính giở trò ở đây? Hay là người của công an cài vào để nhử tụi tao hả? Hả? Nè, tao nói cho mày nghe, con nhỏ đó vốn có ân oán với đại ca của tụi tao. Đại ca tao muốn một công đôi việc, tụi tao á cũng biết đạo nghĩa giang hồ, hại tụi mày có lợi ích gì cho tụi tao? Vậy bây giờ nó ở đâu? Xin lỗi ba, con đã yêu làm một tên khốn kiếp. Con đã nhờ chú Khoa điều tra tìm bằng chứng. Con nhất định sẽ truy tố hắn trước pháp luật, bắt hắn phải trả giá cho tội lỗi hắn đã gây ra. Mày ở đây, tụi tao nói rồi, mày có trốn đằng trời cũng không có thoát đâu. Mấy anh làm ơn, mấy anh tha cho tôi đi. Thật sự tôi không có tiền, có bắt được tôi cũng không có làm gì được hết á. Mày không có tiền thì mày có cái khác, mày đẹp mà lo cái gì. Bây giờ cứ ngoan ngoãn theo tụi tao về gặp đại ca rồi tính. Đừng mà. Đúng rồi đó, bây giờ làm sao, về với tụi tao đi. Đừng mà. Giờ mày sao? Đừng mà. Chạy đi. Giờ chạy đi. Chạy đi. Để tao coi mày chạy đi đâu. Ở đây mày chạy đằng trời. Tôi xin mấy anh mà. Chạy đi. Mấy anh tha cho tôi đi. Tha cho mày hả? Mày kêu tụi tao tha cho mày hả? Nè, mày nhắm mày chạy đi đâu? Mày còn đường mày chạy không?
Làm ơn tha cho tôi đi mà. Có bắt tôi về cũng đâu có làm được gì đâu. Làm ơn. Chạy đi. Tha chạy cho đi. Tôi đi mà. Chạy đi. Mẹ làm ơn tha cho tôi đi. Tha cho tôi nữa. Đi mà. Mày có trả tiền cho tụi tao không? Tôi không có tiền thiệt mà. Trả không? Mày không trả đúng không? Đừng mà. Mày có trả không? Mày chạy đi đâu? Mày hết đường rồi. Mày có trả tiền không? Cái gì? Cô té thác sao? Tôi đàn em của Lân Trọc báo là vậy. Chắc là tiêu đời rồi. Con thác nó lớn lại vắn nữa. Chết là cái chắc. Vậy thì càng tốt. Dù gì nó cũng từng là bồ cũ của mày. Tao không ngờ mày cũng máu lạnh dữ ha. Đối với tao, tình yêu không là gì hết. Cô chỉ là một kẻ đi qua cuộc đời tao như bao người khác. Mà còn là một kẻ vô dụng, chẳng giúp ích được gì hết. Có bộ càng ngày tao càng thích mày rồi đó. Mày thích tao hay là thích tiền của tao? Tao sẽ chuyển khoản xong thưởng cho mày. Tất nhiên rồi. Đúng là mày quá hiểu tao. Ok. Nếu cần giúp đỡ chuyện gì nữa thì cứ gọi cho tao. Coi như là việc của ông Tính vĩnh viễn được chôn vùi. Mình có thể an tâm tập trung cho mục tiêu trước mắt. Ngoại. Nghĩa về rồi hả con? Dạ. Đói bụng chưa? Ngoại dọn cơm sẵn đợi con nè. Trời ơi, ngoại, mai mốt ngoại cứ ăn cơm trước đi. Đừng có chờ con về con múc tô cơm ăn cho nó nhanh. Con còn ra phụ mẹ con bán nữa. Không có được cãi lời tôi nghe không? Đi qua ăn mau. Dạ. Thôi, con đi làm đã mệt rồi, nghỉ ngơi đi con. Mà con có ra thì mẹ con cũng đuổi về à. Bà đòi ra phụ nó nè, mà nó đâu có cho. Con đâu có mệt đâu ngoại. Hôm nay con mới được về sớm, để con ra phụ mẹ con bữa. Chứ hôm nay con về tối thui à. Có khi ngủ lại nhà anh Đức nữa. Ừ. Nghĩa con. Dạ. Còn cái vụ mà con thuê cái xưởng mới hay sao rồi con? Cái chỗ cô Tâm giới thiệu đó có được không? Hồi nãy con mới ghé coi thử. Cũng hên á là ngay lúc triều cường lên, cho nên con thấy nước hơi ngập. Trời. Nếu thuê lại mình phải nâng sàn, tốn kém lắm. Thôi để con tìm chỗ khác đi. Trời ơi, thiệt tình. Cô Tám này á giới thiệu ngọt xớt ngon lành. Mèn ơi, ngoại cũng cầu mong cho con mau tìm chỗ mới tốt hơn, ổn định thì mới yên tâm làm ăn, đúng không con? Chứ con tạm bợ gì hoài á, ngoại rầu dữ lắm. Trời ơi. Tại ngoại thấy đó, con lo làm hàng cho khách cho nên không có thời gian. Bắt đầu từ ngày mai á, con sẽ đi lùng sục. Chắc chắn là con sẽ tìm được chỗ thôi. Ngoại đừng có lo nha. Ngoại thì già cả rồi, chỉ mong hai anh em á có công việc ổn định rồi còn lập gia đình nữa đó con. Nè, Nghĩa, hồi sáng này á ngoại có gọi cho Nhân để hỏi thăm. Công việc của nó tốt lắm, mọi thứ đều ổn hết trơn á. Ngoại rủ nó cuối tuần á về ăn cơm với mình, nhưng mà nó không thu xếp được. Không biết là có thiệt hay không, hay là có trục trặc gì con. Nghĩa à, con với nó hai anh em thân thiết với nhau, đâu con nhắn tin con hỏi nó thử coi.
Hồi tuần rồi con có nhắn tin rủ anh hai về ăn cơm với ngoại, nhưng mà chắc là anh còn giận cho nên anh không có trả lời tin nhắn của con. Cái thằng này thiệt tình. Anh em con ở chung với nhau từ hồi nhỏ tới bây giờ lớn như vậy rồi mà không hiểu nhau là làm sao. Bây giờ chỉ có cách á, mau tìm gặp được thằng Long, tìm được nó mọi chuyện mới sáng tỏ được. Thôi ăn cơm đi con. Dạ, con mời ngoại ăn cơm. Con có điện thoại. Ủa, anh hai gọi con nè. Nghe đi con, nghe đi. Alo, em nghe anh hai. Có người bạn từng học chung đại học với anh và thằng Long. Nó là thấy nó đang ở khách sạn Luxury Palace. Vậy hả anh? Ở đường nào vậy anh? Được, em tới liền. Cảm ơn anh. Ngoại, sao có người thấy thằng Long ở trong khách sạn. Bây giờ con tới đó liền nha. Vậy hả? Rồi đồ đi mau đi con. Đi đi con. Ngoại nhà ăn cơm trước, đừng có chờ con nha. Cầu trời Phật cho mọi chuyện mau sáng tỏ. Cảm ơn em đã đồng ý đi chọn túi xách giùm anh. Thời trang của phụ nữ thật sự là anh không rành. Có gì đâu anh, anh cũng giúp đỡ em nhiều mà, cho nên em phải giúp lại anh chứ. Ai mà anh Nhân phải cất công đi chọn túi gì ta? Có phải là bạn gái của anh Nhân không? Anh quẹo qua đường này là mình sẽ tới trung tâm thương mại gần nhất. Dạ. Người mà anh tính tặng á, ăn mặc ra sao? Thanh lịch hay là cá tính? Cổ rất là thanh lịch. Cổ đi làm công sở, cho nên là em chọn cái nào phù hợp cho cổ là được mà. Vậy để em coi thử nha. Cái này nè, cái này kiểu dáng thanh lịch, kích thước cũng vừa phải, vừa đi làm mà vừa đi chơi cũng được nữa. Anh thấy sao? Em thấy được là được. Anh không có rành mấy cái vụ này lắm. Vậy mình lấy cái này nha. Em ơi. Dạ, anh cần thuê phòng hả? Em ơi, cho anh hỏi ở đây có ai tên Lê Hoàng Long không? Dạ. Anh có hình nè. Em coi thử coi, em có thấy người này không? Dạ, bên em không có ai giống hình như người anh cần gặp nha. Vậy hả? Dạ. Cảm ơn em nha. Dạ anh. Ủa anh Nghĩa. Ủa, sao cô lại ở đây? Sao tôi không được ở đây vậy? Có người thấy thằng Long ở đây cho nên tôi tới đây tìm nó đó. Cô có gặp nó không? Gì vậy? Bộ nghĩ tôi vô đây với ổng hả? Tôi với ổng không liên lạc với nhau lâu rồi. Vậy nha, bye. Nè, đau, cô có sao không đau vậy? Đau quá. Nè, cô có bị sao không? Cô bị gì vậy? Nè. Đau quá. Chắc là bệnh cổ tái phát rồi. Anh có thể đưa tôi về bệnh viện được không? Đau quá. Đau quá. Được rồi, để chúng ta kêu xe cho cô nha. Cô ráng lên đi. Hương à, em đứng đây chờ anh lấy xe nha. Dạ. Lên xe đi em. Có chuyện gì vậy? Không ngờ thằng Nghĩa nó lại thế như vậy. Hương à, em đừng có buồn nữa.
Em không có sao đâu. Mình về đi. Cô muốn đi bệnh viện nào? Đi bệnh viện gì? Ủa, không phải cô đang đau bụng sao? Đâu, tôi đói bụng mà, chứ đâu có đau bụng đâu. Anh nghe lộn rồi đó. Nè, tôi không có nhiều thời gian để đùa với cô nha. Cô muốn gì? Tôi đâu có muốn gì đâu. Đối với những gì mà anh đã từng làm với tôi, đùa một chút như vậy là nể tình lắm rồi đó. Là cô tự chuốc lấy thôi. Tôi cảnh cáo cô, còn có lần sau nữa thì đừng trách tôi. Thách anh đó. Tôi đã chuyển cho cô 50 triệu rồi đó. Cô diễn đạt lắm, nhưng nhớ phải kín miệng đó. Nè nè nè, bà làm cái gì mày vậy? Đi đi. Nè, mày đi ra khỏi nhà tao đi. Bà làm cái gì vậy? Mày biến ra khỏi nhà tao ngay. Đã không trả tiền rồi còn láo tét với tao nữa hả mày? Mày có tin là tao đập mày một trận bây giờ không? Nè, bà nhớ mặt tôi nha. Tôi trù cho bà hả? Nhà bà quả quạng cháy hết luôn đi. Bà muốn đánh tôi hả? Nè, nhào vô. Nhào vô đánh tôi nè. Cái đồ, tôi sẽ báo công an, nói là bà hành hung tôi đó. Cái đồ ngang ngược, tao không muốn nói chuyện với cái loại người như mày nữa. Đi đi. Nè nè nè. Khốn nạn mà. Ngọc. Sao cô lại ngồi đây? Nghe thằng Long nói là cô quen đại ca dữ dằn. Sao lại ra nông nổi này? Hắn mới đi tù rồi. Sao? Bộ vui lắm hả? Nè, người hại cô là thằng Nghĩa, chứ đâu phải tôi. Làm cái gì mà tự nhiên bực mình với tôi vậy? Nhìn tình trạng của cô chắc là thiếu tiền nhà cho nên cô mới bị đuổi đúng không? Có cần tôi giúp gì hay không? Sao tự nhiên tốt quá vậy? Đừng có nói là anh thích tôi nha. Rất tiếc với cô là tôi có bạn gái rồi. Tôi chỉ muốn giúp cô thôi. Không biết là cô có muốn hay không? Có gì á thì cứ nói thẳng đi. Tính ra tên này với mình là cùng một loại người, nhưng rất tiếc là hắn không thích mình. Mấy cái tên mà dây quanh mình hiện tại bây giờ cũng không có tương lai gì, nên chắc là phải ráng đầu tư kiếm một chỗ làm trước, thì lúc đó mới có cơ hội gặp được những con mồi ngon. Alo. Tao nè, mày cứu tao với. Mày còn dám gọi cho tao nữa hả? Tao xin lỗi, tại vì tao bí quá nên mới làm vậy. Nghĩa, mày ra gặp tao liền đi Nghĩa. Mày đang ở đâu vậy?
Tao không biết địa chỉ nữa. Cúp máy rồi, tao gửi định vị qua cho mày liền nha. Tới liền nha Nghĩa. Nhớ nha Nghĩa. Chạy xấu tao hả? Đứng yên tại đó. Bây giờ ba mặt một lời, ông nói đi, ông hay là ổng lừa tôi? Sao? Mày nói đi. Cô Trâm xinh đẹp, là tôi nhất thời nông nổi, mong cô rộng lòng tha thứ. Tha cái đầu của ông á. Ê, trời kìa. Trời, cái thằng quỷ. Đứng yên. Nè. Liêu hả? Liêu nè. Đánh nó đi cho. Đánh cho nó chưa có tật lừa gạt người khác. Đánh mạnh lên. Liêu xuống. Liêu xuống. Đánh nó đi cho. Tôi không muốn tới ông hả? Ui da trời. Liêu xuống chưa? Bỏ cái tật lừa gạt người khác. Liêu xuống chưa hả? Nè. Xuống chưa? Xuống, đừng đánh nữa. Xuống. Từ từ. Nè. Nghĩa. Chạy hả? Nè. Bây giờ ông trả tiền cho tôi hay là lên đầu công an hả? Trâm ơi, Trâm tha cho tôi đi, cho tôi nợ đi. Chứ bây giờ tôi làm gì có tiền trả? Chính vì không có tiền tôi mới hẹn thằng Nghĩa ra đây mượn tiền nữa nè. Hả? Nghĩa, cho tao mượn 10 triệu đi, tao hoặc cần mày chia tìm mẹ tao. Tìm được mẹ tao, tao có tiền trả cho Trâm với mày luôn. Cái gì? Mày đừng có xạo. Mày cờ bạc nữa chứ gì? Tao không có mắc lừa mày nữa đâu. Trời, tao nói thiệt mà. Nè, bây giờ không có nói nhiều nữa, đi lên đầu công an. Trời, nhanh lên. Đi lên đầu. Trời đâu đi. Trời. Đó nè, giờ nè. Đứng lại đó. Đúng là bà chặn mà. Đó giờ chưa ai dám lừa gạt tôi. Cục tức này là tôi nuốt không có trôi. Cô. Đứng lại đó. Cô đừng hiếp người quá đáng nha. Còn khuya tôi mới tha cho. Đứng lại đó. Nè. Chạy hả? Chạy. Ây á. Trời, có sao không? Nè, đứng lên. Nè, cho tao mượn xe mày nha. Cô tiền tôi trả hết cho. Ê, nè. Long. Nè, mày đứng lại. Long. Long. Nè nè, Trâm có sao không vậy? Đau quá. Cái thằng quỷ, nó chạy mất tiêu rồi. Giờ sao đây? Anh đi báo công an, nói là ổng ăn cắp xe của anh đi. Có em làm chứng nè, người ta sẽ bắt ổng liền đó. Nó đúng là tệ thiệt, nhưng mà dù sao á, nó cũng là bạn từ nhỏ tới lớn của tôi. Hay là gặp nó giải quyết riêng được rồi. Thiệt anh luôn á, anh tốt với ổng làm chi vậy? Ổng hại anh hết lần này tới lần khác. Anh Nghĩa, em cũng xin lỗi anh nhiều nha. Tại ổng á mà em mới hiểu lầm anh, làm ầm ĩ khiến cho anh mang tiếng oan. Không có gì đâu, tôi cũng có một phần lỗi mà. Tại tôi tin tưởng thằng Long quá, cho nên để nó lợi dụng lừa gạt trong như vậy. Cái này đâu có trách anh được đâu. Còn cái xưởng á, anh tìm thuê được chỗ mới chưa? Tôi còn đang tìm nè. Hay là anh cứ dọn về chỗ của em đi. Em cho thuê không, không có tính tiền. Không cần đâu Trâm, tôi thuê chỗ khác cũng được mà. Anh Nghĩa, anh đừng có ngại mà. Em thật lòng muốn giúp anh á. Nếu mà anh không giận lời, tức là anh còn giận em. Hay là vậy đi, tôi sẽ thuê lại đúng giá thị trường nha. Chứ Trâm cho thuê không vậy, tôi sẽ không nhận đâu. Với lại, tôi cũng muốn nói rõ luôn là anh có bạn gái rồi, anh không có thích em đúng không? Trâm là cô gái tốt, tôi tin chắc á, Trâm sẽ tìm được người phù hợp. Còn tôi cũng rất quý Trâm. Nếu mà Trâm đồng ý á thì mình làm bạn nha. Cũng được. Vậy em sẽ cho anh thuê lại. Mà nè, làm bạn rồi đừng có xưng tôi với em nữa có được không? Anh biết rồi, cảm ơn Trâm. Vậy bây giờ mình về nhà lấy chìa khóa rồi qua xưởng bàn giao cho anh ha. Ừ. Nhưng mà nó lấy xe rồi, mình đi bằng gì? Để em đặt Grab, hai đứa mình đi chung. Cảm ơn Trâm. Hợp lý quá trời đúng không? Chán ghê, tự nhiên ông trời ông giáng trận mưa ngang xương vậy đó. Làm chè ế quá trời quá đó. Má, con nghi lát nữa chắc má con mình ăn chè trưa cơm quá. Đâu có,
Trời ơi, ba cái vụ này mà thằng Nghĩa nó có ở nhà là nó ăn hết trơn á. Thằng đó nó mê ăn ngọt lắm đó con. Biết chừng nào nó mới về, nó mắc làm mà. Ủa, thằng Nghĩa nó về kìa má. Nghĩa. Ngoại, mẹ. Trời ơi, mới nhắc cái nó tới rồi kìa. Bà ngoại mới nhắc con đó. Anh quá gian tới đây được rồi, chỗ này ngoại với mẹ anh bán chè nè. Dạ, vậy để em vô em chào ngoại với lại mẹ của anh. Cũng được. Ngoại. Mẹ. Đây là ngoại với mẹ của anh. Dạ, đây là Trâm, bạn của con. Bạn con đó hả? Dạ, con chào ngoại. Con chào mẹ anh Nghĩa. Chào con. Con. Xe con đâu rồi? Xe con cho bạn con mượn rồi. Vậy hả? Đâu có cho mượn. Ôi trời ơi. Bạn gái con. Dạ, hả? Dạ. Trời ơi, chiếc xe đẹp quá mày. Bạn gái mới của Nghĩa hả? Chiếc xe này chắc mắc tiền lắm hả cô? Cô đại gia hả? Dạ, cũng thường thôi à. Con nhiều xe dữ lắm á gì. Trời ơi. Đây là dì Tám, bác tập quá kế bên. Còn đây là Trâm, bạn của con. Dạ, con chào dì Tám kế bên. Thôi, khỏi chào, có quen biết gì đâu. Tám chỉ là người bán hộp vịt lộn kế bên đây thôi, bán nước mía nữa. Còn có muốn ăn ủng hộ thì qua đây ăn ha. Vậy đi. Cái bà này thiệt là. Ý Bé. Hồi nãy bay nói bay tên Trâm đúng không? Dạ, có tên Trâm. Ý, sao nghe đồn thằng Nghĩa nó lừa tình lừa tiền con nhỏ nào tên Trâm gì đó, rồi bị mời lên công an phường mà. Chị nói gì vậy? Cô Tám. Trời ơi, tôi nói với cô nhiều lần rồi, thằng Nghĩa nhà tôi nó bị quan. Cô có cái tật hay Tám đồn tùm lum tà la, nói tầm bậy tầm bạ. Cô Tám này kỳ quá. Thì con nghe sao con nói vậy thôi mà, con có thêm bớt gì đâu. Mai mốt chị bớt nghe rồi bớt nói lại đi. Dạ, con chính là người tố anh Nghĩa lên phường á. Hả? Sẵn đây con nói với mọi người ở đây luôn là anh Nghĩa bị quan. Chính ông Long á mạo danh anh Nghĩa gạt con, làm cho con hiểu lầm anh Nghĩa. Thiệt vậy đó hả? Dạ, thiệt đó gì. Anh Nghĩa bị quan. Mai mốt mọi người có đi đâu gặp ai, nhớ kể để minh quan cho anh Nghĩa nha. Nhớ như gì Tám. Xin lỗi, không rảnh. Dạo này bận dữ lắm. Cái bà này thiệt tình. Như vậy thì tốt quá rồi. Bà mừng lắm. Bà cảm ơn con nhiều lắm nghe. Dạ, một phần lỗi cũng tại con có hiểu lầm anh Nghĩa. Anh Nghĩa, anh có ai hiểu lầm anh á, cứ nói đi. Em tới em giải thích cho anh. Cảm ơn Trâm nha. Nghĩa, bà nói con nghe nè, hay là con nhờ cô Trâm tới giải thích với Hương đi con. Má. Thằng Nghĩa đã chia tay với cô Hương đó rồi thì dứt khoát luôn đi. Cậu đã không tin tưởng thằng Nghĩa nữa thì còn giải thích làm cái gì? Má nuôi nó từ nhỏ tới giờ mà má không biết nó hay sao. Nghĩa, có phải con còn tình cảm với Hương không? Trời đất ơi, dù chia tay luôn thì cũng được đi. Nhưng mà con á là bị quan mà, con làm sao á tìm cách giải thích với con Hương mới được. Anh Nghĩa, nếu anh muốn thì em sẽ đi cùng anh. Vậy thì làm phiền trong lần nữa nha. Nghĩa, con gặp con Hương để minh quan thì mẹ không có cản. Nhưng mẹ nhắc cho con một lần nữa là mẹ không chấp nhận con nhỏ đó đâu. Tùy con. Cái con nhỏ này. Con cứ đi. Để ngoại từ từ nói chuyện với mẹ con sao nha con. Dạ, vậy con sẽ tới nhà Hương. Con đi nha ngoại. Con đi nha mẹ. Mình đi thôi Trâm. Dạ, thưa ngoại con đi. Con đi. Thưa mẹ anh Nghĩa con đi. Báo cho thằng Nhân liền mới được. Ủa, con sao vậy Nga? Má. Con sao vậy? Con sao? Con đau bụng quá. Đau bụng hả? Má coi bán giùm con. Con chạy về nhà chút xíu rồi con ra con bán nha. Nhưng mà Nga, chai dầu má để trên đầu tủ á nha. Dạ. Trời ơi, khổ ghê vậy. Cho cái gia đình này đi, cậu về đi. Nè,
khuya rồi, miễn tiếp khách, đóng cửa lại đi. Dạ. Gì kỳ vậy? Chỉ là kêu ra nói chuyện thôi mà, làm gì dữ vậy? Thôi thôi, hai người đi về đi, đi về đi. Nghĩa, anh xin lỗi. Tại vì lúc đó mọi chuyện cứ y như thế, cho nên anh mới nghi ngờ, không tin Đen. Bỏ qua cho anh. Dạ, không có gì đâu. Nhân, cảm ơn cậu nhiều lắm. Thôi từ đây nỗi buồn tôi là hậu sự cho công ty. Những làn sương phủ mơ. Bây giờ về về lại cảm ơn hay sao? Dạ, bây giờ tôi về với luôn cậu. Hay là để có đưa gì ra về sao? Dạ thôi. Người quay về xa mất rồi. Ta tìm ta trốn nào. Nhưng mà chiếc với ta bao đêm không. Ơi ba chị à, để con. Ta chỉ với ta bao đêm khóc thầm. Ba thở từ từ, hít thở đều vậy ba. Dạ đúng rồi. Xe của Trọng đâu rồi, sao tự nhiên đi xe ôm vậy? Xe bình thường ở nhà đó anh. Em đi xe ôm để đặng chút nữa anh còn đưa em về chứ.